Mặc dù đến nay chưa có giải pháp nào hoàn hảo và trị dứt điểm ung thư, nhưng đã có nhiều phương pháp mang lại hiệu quả rất khả quan, bao gồm có: 1. Là xạ trị. Đây là phương pháp sử dụng các tia bức xạ có cường độ siêu cao để tiêu diệt các tế bào ung thư. Có thể các bạn xem phim và thấy người ta chiếu tia laser làm nóng chảy hoặc nổ các mục tiêu, thì cách này cũng tương tự như vậy. Nhưng bức xạ trong xạ trị nó không mạnh khủng khiếp như trong phim, nó chỉ đủ sức làm chết các tế bào thôi. Xạ trị có 3 cách chính, gồm có xạ trị ngoài, tức là họ chiếu trực tiếp các tia bức xạ lên vùng bị ung thư, kể cả nó là nội tạng thì cũng chiếu xuyên qua da luôn. Cách thứ hai là xạ trị trong, hay gọi là áp sát, tức là họ sẽ cấy nguồn tạo ra tia bức xạ vào bên trong hoặc bên cạnh các cục ung thư, giống như kiểu chèn bom vào lòng đồi A1 vậy. Cách thứ ba là bơm chất phóng xạ vào mạch máu. Khi vào trong, các chất này sẽ tự động tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư trong khắp cơ thể. Vậy nên nó được gọi là phương pháp xạ trị toàn thân. Phương pháp xạ trị có một số nhược điểm là gây đau đớn, bỏng rát cho người bị bệnh. Thêm nữa, do các anh lính xạ trị không biết đâu là tế bào ung thư, đâu là tế bào thường, nên nó gặp phải cái gì là nó diệt cái đó, rất hại cho cơ thể. Rồi, phương pháp tiếp theo sẽ là hóa trị, nghĩa là sử dụng các chất hóa học để điều trị ung thư. Trong video trước, các bạn đã biết các tế bào ung thư thường phát triển rất nhanh. Điều này đã được các nhà khoa học khai thác để điều chế ra thuốc trị ung thư. Các loại thuốc này sẽ có chức năng là tìm các tế bào đang phát triển nhanh để tiêu diệt. Và không may, tóc cũng thuộc vào diện các tế bào liên tục phát triển, do đó cũng không thoát được ra khỏi sự truy kích của các loại thuốc hóa học. Đúng theo quan điểm, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đó là lý do tại sao khi điều trị ung thư thì tóc cũng tự nhiên bị rụng. Và phương pháp này thì có thể tiêu diệt được tế bào ung thư lẩn trốn trong khắp cơ thể, nhưng cũng rất độc hại và làm cơ thể yếu đi rất nhiều. Tiếp theo là một phương pháp cực kỳ hay, đó là phương pháp miễn dịch. Nguyên lý hoạt động của phương pháp này như sau. Trên các tế bào miễn dịch lympho T có một loại protein là PD1, mà trên một số tế bào ung thư lại cũng có một loại protein. Loại protein này có khả năng rất đặc biệt là liên kết với PD1 của lympho T, khiến cho lympho T không thể nào nhận ra đó là các tế bào ung thư xấu xa. Giống như một số thành phần xấu trong xã hội có mối quan hệ gần gũi với một số người khác, khiến cho lực lượng an ninh không thể phân biệt được đó là kẻ xấu hay người tốt, và đương nhiên là bọn xấu đó cứ thế tồn tại. Để giúp lympho T tỉnh táo và nhận ra tế bào ung thư rồi tiêu diệt, các nhà khoa học đã điều chế ra một loại thuốc có công dụng là hủy bỏ mối liên kết giữa protein của lympho T với protein của tế bào xấu. Khi đó T sẽ nhận dạng được kẻ xấu và tiêu diệt. Phương pháp này rất hiệu quả bởi nó áp dụng khả năng tự nhiên của cơ thể, không những tiêu diệt được nhiều tế bào ung thư mà còn ít gây hại cho các cơ quan khác. Có thể nói đây là phương pháp hay nhất, nhưng tiếc rằng nó không được áp dụng cho tất cả các loại ung thư. Tiếp nữa, một phương pháp cũng khá giống xạ trị, đó là phương pháp nhiệt trị, nghĩa là dùng nhiệt độ để tiêu diệt các tế bào ung thư. Nghe đến đây các bạn có thể hình dung ra ngay, bằng cách nào đó, các bác sĩ sẽ cho tế bào ung thư tiếp xúc với nhiệt độ cao, khoảng 43 độ. Khi tiếp xúc với nhiệt độ này, các tế bào sẽ chết dần, đồng thời cũng giúp hệ miễn dịch tại đây trở nên mạnh mẽ và chống cự với ung thư. Cơ mà phương pháp này cũng thuộc dạng gặp đâu đánh đó, không giải quyết được triệt để vấn đề nằm sâu bên trong. Cuối cùng là kết hợp tất cả các phương pháp trên để tạo ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất, mang lại sức khỏe tốt nhất cho người bệnh.